Bạn cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo muaviet.com nha anh em ơi. Với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo đi quần, áo 45, one buy, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Wow, và cái kẹo anh em ơi. Ngày hôm nay đi phát kẹo cho đồng đội và kẹo tìm bạn. Ây da, có duyên với bé Zip ghê, bạn thứ hai rồi nha. Alice, nếu hồi mà trang phục Halloween 2020 cùng với Keda đi kẹo tìm bạn cực kỳ sướng. Nói lên trận đấu này có cả Laudio, phù thủy bí ngô ấy, thì lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà pha này thì chắc là công mông nên bật chạy thôi, chứ biết làm thế nào đây. Trơ mắt là nhìn AD lên bảng đến số. Một cái thông báo khá là thú vị đến từ các bạn Thái Lan, chính là sổ sứ mệnh mùa 22 sẽ có 3 trang phục bậc S các bạn ơi. 3 trang phục đẹp nha, đó là cặp đôi Alice Keda Halloween và trang phục của một cô bé xinh xắn, mặc váy ngắn, đôi cánh rất là dài. Đặc biệt hơn, da trắng như tuyết, môi đen như gỗ mun, đó chính là Keda Hồn Tinh Nga. Rất là tuyệt vời các anh em, một cái sổ nó rất là hấp dẫn. Sổ mùa 22 có lẽ là rất nhiều anh em sẽ mê thôi. Ok, trong tháng 10 sổ sẽ bắt đầu nha. Khi tới những vị tướng trợ thủ, anh em nhớ lên cái đồ phụ trợ là hệ thổ nha. Đánh trợ thủ thường là những vị tướng gây sát thương phép đó, và cần cái độ chống chịu cao. Lên hệ thủy là thủy hệ và hỏa hệ là không hợp lý lắm đâu anh em ơi. Trừ khi anh em đánh những con tướng đấu sĩ hay những con tướng khả năng dồn đam là người lên hệ hỏa. Còn những con tướng mà thuần sát thương phép to anh em mới lên thủy hệ, thường lên thổ hệ nha. Và phải lên đồ cấp 3, lên cái đồ khả năng hóa giải khống chế mới chuẩn được. Rất nhiều anh em danh cao thủ rồi, nên đồ phụ trợ vẫn sai. Toàn theo kiểu khách giao qua, có sẵn thì ấm lên thôi. Rất là lười anh em ơi, đặc biệt là các bạn gái nha. Trời ơi, trận đấu này mà có lau đi không thì chỉ đi ngôi thì quá tuyệt vời. Bởi vì cái chiêu cuối của mình anh em ơi, cụ tề dã man. Không xong rồi, 1.000 cân 3 làm sao cân được bạn ơi. Arthur rất là chịu khó đảo lên này, đánh rất là hay, di chuyển khá là tốt. Một sổ mà có 3 trong cuộc bậc ghét là sổ rất là mong chờ. Sẽ bắt đầu vào tháng 10 nha. Tháng 10 thì chúng ta cũng cập nhật sang phiên bản mới rồi. Phiên bản mới thì có rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như là map nhân bản, thì có map giống như là map hoạt hình em ơi. Tướng mới, tướng mới thì tướng đệ nhất thánh giả, rồi tướng đếch cha. Tướng đếch cha này có lẽ ra mắt trong tháng 9 này thôi. Tháng 10 là đệ nhất thánh giả nha. Đệ nhất thánh giả là thầy của Volcat ở Inumia đó. Cùng với Lorion, toàn là thầy cả các bạn ơi. Còn những ông trùm ra mắt, ra mắt sau chứ không phải ra mắt trước nhé. Rồi cuối cùng mới xuất hiện những người thầy, rất là đáng mong chờ. Và các trạng ngày hôm nay thì tất nhiên là dùng bé Alice với một phong cách build đồ vô cùng khó chịu. Như nào thì anh em cùng theo dõi nha. Mình sẽ lên cái kiểu là mắt khống chế anh em ơi, mắc khống chế cho Alice. Ở kiểu đồ này ý, các bạn nên kết hợp đánh thường, bởi vì chúng ta sử dụng phù hiệu du hiệp. Mà du hiệp anh em có du hiệp các bạn phải đánh thường thì nó mới kích hoạt được cái du hiệp nha. Áo choàng băng và du hiệp nghe nó hợp lý không anh em ơi? Ok, hãy trụ đi dọn thôi. Đánh Alice thì các bạn nên đi theo AD, hỗ trợ AD là chính. Bởi vì con Alice này rất là khó chịu khi được bảo kê. Còn các bạn đi lẻ, đi long nhong và đi farm ấy, thì đó là một khoảng cách chơi sai. Về AD nha, di chuyển vào mid hỗ trợ team này. Rồi, Naudio ơi quẩy đi. Và Zip thì cũng khá là hay. Toán tiếp bẻ, ôi thôi. Đừng mà, hổ báo thế nhở. Chạy đi đâu ôi. Nhưng mà vẫn chết. Tuyệt vời.
Đó anh em ơi, cái sự khó chịu của Alice là luôn luôn là như vậy. Mặc dù bây giờ không khó chịu như xưa, nhưng vẫn có khả năng khiến tim bạn khóc ra máu. Đặc biệt là thời điểm cuối game khi các bạn đã lên được món đồ, ít nhất là món đồ trữ băng. Đấy, có trữ băng rồi là đánh sẽ cực kỳ sướng. Trữ băng rồi này, sách chi hồn này, rồi cái áo choàng băng giá này, những cái món đồ sẽ khiến Alice rất là khó chịu cùng với bộ kỹ năng của mình. Ok, đã có trận băng nha anh em ơi, bắt đầu sẽ làm chậm rất là mạnh của cái trụ cuối. Điều khiển trận này tuyến gặp Alice thì làm sao được play game à bạn ơi. Có mạng siêu việt, nó lại được của nó anh em ơi, hay quá lao đi không. Wow, game phết anh em ơi. Ui, sao có giáp ảo nhỉ? Lag đấy tự nhiên có giáp ảo. Đó, sao lại chửi Arthur? Mình thấy Arthur đánh hay mà anh em ơi. Arthur đánh hay nha. Đấy là lỗi của điều thuyền ý. Wow, có vẻ mình đánh hệ thổ nhưng mà sát thương cũng không hề bé đâu. Bạn chấm dứt của nhóc cơ. Đúng rồi, điều thuyền 16 chửi người ta ngu. Và mình thấy Arthur di chuyển rất là hay. Đấy. Đó, các bạn thấy nha, trong danh đặc biệt là đang cao thủ rồi mà rất nhiều bạn có kiểu là đã ngu còn phân tích chửi người khác, mình thấy là vô lý cực kỳ luôn. Danh Việt chúng ta là có tình trạng đó rất là nhiều, và khi các bạn đã ngu rồi còn chửi người ta ngu thì tất nhiên là sẽ khiến cả team là cười, thứ nhất là cười, thứ nhất là rất là ức chế, vì đứng ngu hơn mình nó chửi mình là cái điều đó rất là tồi tệ anh em ơi. Oh, mình trâu lắm bạn ơi. Đồ này rất buồn. Một xíu nữa thôi là mình sẽ choáng được, rất may. Lèo đèo là đủ sát thương. Hiện tại một khi đối đầu với những vị tướng khó lăng sốc đam kiểu Joker ấy, lèo đèo khó bay phết ấy. Hay quá Son ơi, bắn rất tự tin khi có bảo kê. Nếu anh em nào chơi bị thường AD như Son mà không có bảo kê, các bạn rất là khó được bắn. Còn đối với Alice, ok là dễ, chỉ cần đặt cái trụ cuối mà thôi. Em chưa bột thì lại rất đơn giản rồi. Không hiểu là thuyền với Arthur có vấn đề gì mà chảy chửi nhau nãy giờ. Có hiểu không? Mình bảo rồi, trận này thuyền không play game. Đặt cái trụ cuối thôi là có mạng rồi. Ôi, về John, cẩn thận nạc lót nha. Nạc lót nãy không thấy đâu rồi. Đây. Choáng luôn. Hách nào được của nó anh em ơi. Mà thôi, có cái tính chịu đựng khá là cao. Vi Tuyền chửi nãy giờ rồi. Không thèm lên tiếng luôn. Sau khi lên được cái sách chi hồn, mình lên thêm cái áo choàng băng giá. Như vậy thì chắc hẳn là team bạn sẽ không được play game rồi. Trời ơi, bạn đấy đã fit đã ngu không được chơi game rồi, chửi hết một lượt luôn. Dã man, chửi từ rừng đến top. Không biết là có thử AD, SP được không đây. Đúng là đã chơi tướng con gái rồi, lại còn chửi gắt như vậy thì hơi bị vô duyên nha. À, Lít gặp điều thuyền. Mà còn đấy mình đặt chữ cuối đúng điều thuyền thì chắc là điều thuyền không chạy được đâu. Ok, lại có mã. Nó cũng phải gọi là thơm. 6-0, 6-0-13. Dốc cơ nè, choáng ngay. Bạn cứ chửi Arthur ấy nhở. Arthur mà gặp Alice thì làm sao được chơi. Mình lại còn đồ khống chế khó chịu này. Mở điêu thuyền anh em thấy chưa. Mình thấy bạn đấy lúc nào là bạn đấy ngửa bụng đỏ luôn. Mình chỉ cần ném cái chiêu cuối rồi ném cái chiêu 1 vô mặt, không thoát khỏi cái chiêu cuối của mình. Thực ra điêu thuyền bây giờ nó không mạnh như trước đâu anh em ơi. Nó không mạnh như trước. Bởi vì là ơi lại có mạng. Trời ơi, cái cơ chế đóng băng của điêu thuyền bây giờ nó không lợi hại như trước. Đấy. Và mức đánh cao mọi người có kỹ năng né rất là tốt. Đặc biệt những vị tướng cơ động thì càng né dễ hơn. Chỉ cần phá được cái nội tại của điêu thuyền là có thể bắt được điêu thuyền rồi. Chửi tim nãy giờ. Đúng là trẻ trâu 18 chửi tim. Sợ thật.
Đó, đấy. Như Na với Thơ chơi game nghiêm túc nãy giờ rồi. Đảo đây rất là hay nha. Nhưng mình không thấy cái tác dụng của điêu thuyền khiến team bị giao tranh thua. Với cả là cái bộ đôi Alice Nauriel của team rất là sướng. À, nhất bay thì bạn còn Joker với cả Zip nha. Còn có thể đánh một tí tẹo nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã gần full đồ rồi. Alice gần full đồ rồi. Nên mất cái hơn chân cho là mình đủ mắc là hồi chiêu 40%. Và thực ra thì mình cũng chỉ cần thêm 4% hồi chiêu nữa thôi. Bà Ngọc mình đã có 6% hồi chiêu rồi nha các bạn ơi. 6% hồi chiêu từ bà Ngọc này. Cộng với đồ là 30% hồi chiêu, đến hơn chân cho là 40% hồi chiêu. Thừa, thực ra là thừa anh em ơi. Các bạn cần chú ý những cái chỉ số hồi chiêu. Ôi, đang nghĩ được tà thân chứ. Không hiểu trận đấu này mà lấy cái gì, cái độ lắc ở đâu mà sao may mắn thế nhở. Đã hit được tận 7 mạng này, 7-0. Rồi đã hit được cả tà thần. Chạy đi đâu này. Mình vừa làm chậm từ áo choàng băng này, vừa làm chậm từ cái áo choàng băng giá. À không, từ trận băng mà áo choàng băng giá anh em ơi. Thuyền chết này, yêu thuyền bị ngộ khỉ đập này. À, tốc biến chạy được, đợi. Ôi, không được rồi, đứng hơi cao Son ơi. Đây, Zephyr này. Mình cứ đứng xa, mình ném choáng thôi. Ôi, ném choáng hơi lỗi. Đây là đau đi em ơi. Đó, không ai giúp con đồng Master thì nó nhổ lát cái trụ đấy. Thì bạn thì đang cong mông lên mà chạy này. Ôi, lần này thì cấm có hụt nhà. Điêu thuyền này anh em ơi. Chiêu 1. Chiêu cuối. Chạy đi đâu được. làm chậm từ ba cái. Đó là cái phù hiệu du hiệp, áo tràng băng, rồi trượng băng, ngược chiêu cuối. Ok, cái tổ trực team là phải chết thật nhiều nha. Như là hơn 10 mạng rồi. Supermoviet.vn bán ít những con rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,